Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Một số quy định quan trọng có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Quảng Ninh thành lập 3 phòng tuyến chống dịch COVID-19. Hà Giang tăng cường kiểm tra kiểm soát ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới. Khó khăn trong việc cấp quyền sử dụng đất cho các thửa sao trái thẩm quyền tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau đây là một số quy định quan trọng có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 18 tháng 8, theo Nghị định số 71 năm 2020 của Chính phủ, các đối tượng sau sẽ phải thực hiện nâng trình độ chuẩn. Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 còn đủ 7 năm công tác đến tuổi được nghỉ hưu. Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo hoặc chuyên ngành phù hợp. Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo hoặc chưa chuyên ngành phù hợp. Giáo viên được cử đi đào tạo được cơ quan quản lý sử dụng, tạo điều kiện về thời gian, được hỗ trợ tiền đóng học phí. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sản xuất xuất nhập khẩu thuốc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ sở bán thuốc lẻ trên địa bàn, tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung về việc phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng. Người mua thuốc để điều trị các bệnh về đường hô hấp hoặc có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở phải hướng dẫn khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất, đồng thời báo cáo cho cơ quan y tế chức năng trên địa bàn. Đẩy mạnh việc liên thông, kết nối nhà thuốc, quầy thuốc, thường xuyên kiểm tra, hậu kiểm. Các đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc phải cập nhật thường xuyên liên tục thông tin về số lượng tồn kho, tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên hệ thống trực tuyến của Cục Quản lý Dược. Theo thông tư số 13 năm 2020 của Bộ Y tế, từ ngày 10 tháng 8 sẽ bổ sung thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được Bảo hiểm Y tế thanh toán, như nhóm dịch vụ chụp cắt lớp vi tính 64-128 sẫy, bổ sung trường hợp bệnh nhân chụp mô phỏng lập kế hoạch xạ trị, u não, ung thư trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư di căn cột sống, chụp tượng hình 3D đường dẫn khí, chụp ngực trên người bệnh suy hô hấp, chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc đa chấn thương. Điều này giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí nếu không may mắc phải những căn bệnh như vậy. Theo thông tư số 58/2020 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8, ô tô hoạt động kinh doanh vận tải sẽ phải đổi sang biển số màu vàng, chữ và số màu đen, series biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái từ A đến Z. Ngoài ra, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư này có hiệu lực thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn vay nước ngoài năm 2020 là vấn đề cấp thiết nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến cho các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài ODA và vay ưu đãi cũng chịu nhiều tác động nặng nề. Đây là nhận định của ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính. 6 tháng đầu năm 2020, giải ngân vốn ODA của các bộ ngành địa phương đạt thấp do nhiều nguyên nhân, có thể kể đến như tác động của đại dịch COVID-19. Các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài chịu tác động của đại dịch COVID-19 nặng nề hơn so với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước. Do hầu hết các hoạt động sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi đều gắn với yếu tố nước ngoài từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát. Ngoài ra là vướng mắc về thủ tục điều chỉnh các dự án, do đặc thù của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi có thời gian chuẩn bị kéo dài, lâu hoàn thành thủ tục đầu tư, dẫn đến tình trạng nhiều hiệp định vay dù đã được ký, đã được bố trí dự toán cũng không thể triển khai giải ngân ngay được. Có nhiều trường hợp là các dự án đã ký kết nhưng mà không thể thực hiện ngay được. Tôi lấy ví dụ như là năm 2018, chúng tôi đã đàm phán và ký kết cho hiệp định về nâng cao nguồn nhân lực của ngành y tế. Cho tới nay thì dự án vẫn chưa được triển khai. Dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học vay Vubank thì chúng tôi cũng ký năm 2018, nhưng mà đến sang 2020 mới bắt đầu triển khai các bước ban đầu.
cũng vì cái sự chậm triển khai của các cái dự án ODA mà cái việc là gia hạn thực hiện khoản vay là cũng buộc phải thực hiện. Mà khi chúng tôi thực hiện cái việc là gia hạn khoản vay như là từ đầu năm đến nay là đã có đến 33 quy định vay, Bộ Tài chính đã phải thực hiện trao đổi với nhà tài trợ để gia hạn khoản vay. Đại diện Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cũng cho biết, hiện Bộ Tài chính đã ghi nhận một số đề xuất hủy cắt giảm vốn như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Lý do đề xuất trả lại vốn có thể kể đến như việc xây dựng kế hoạch vốn chưa sát với nhu cầu thực tiễn, với khả năng hấp thụ vốn của từng dự án theo tiến độ dự án, thời gian xây dựng và phê duyệt dự án quá dài. Cũng theo ông Hải, việc trả lại dự toán là việc làm không hề mong muốn của các đơn vị, tuy nhiên cần phải làm để tránh đến hạn mà vẫn không thể thực hiện giải ngân theo đúng dự toán. Trước diễn biến nhanh chóng và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập 3 lớp phòng tuyến để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuyến 1 do lực lượng biên phòng đảm nhiệm, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Lớp 2 do các địa phương biên giới gồm Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu chủ động lập các chốt kiểm soát, không để các đối tượng nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa. Lớp phòng tuyến thứ 3 được giao cho lực lượng công an, chịu trách nhiệm chủ trì, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phát hiện kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép và xử lý theo quy định. Tỉnh Quảng Ninh cũng tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 8. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tạm thời dừng hoạt động các sự kiện, những nơi tập trung đông người như lễ hội quán bar karaoke, hàng quán vỉa hè từ 0 giờ ngày 1 tháng 8. Vậy việc chấp hành quy định này được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Sau khi quy định có hiệu lực, các hộ kinh doanh tại con phố này đã tự giác dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp lại bàn ghế để thực hiện việc kinh doanh theo quy định mới. Nhiều quán bar lớn tại đây cũng đã treo biển dừng hoạt động từ một vài ngày trước. Thời điểm mở trở lại của cái đợt 1 thì cũng không có gì đáng kể khách đến khu vực này. Thì gọi là mở ra để chờ đợi nhưng mà hầu như là không có kết quả. Như cửa hàng cũng cố gắng để ủng hộ là cái việc tạm ngừng kinh doanh để tránh được cái dịch bệnh lây lan rộng hơn. Đợt dịch đầu tiên là bọn mình đã làm rồi, mình đã được cũng đã giãn cách khách hàng các thứ, đóng cửa rồi giãn cách rồi mọi thứ vệ sinh rồi khẩu trang rửa tay các thứ là mình đã làm hết rồi. Đợt này nó cũng không có khó khăn gì cả. Và cái trăn trở nhất là chỉ sợ dịch bùng nhiều hơn nữa đó, bởi vì là cái số lượng người đi Đà Nẵng về đông lắm. Dù du khách nước ngoài đã không còn nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng với vị trí trung tâm thủ đô, quận Hoàn Kiếm vẫn thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là hàng chục nghìn người vừa trở về từ vùng dịch Đà Nẵng. Vì vậy, quyết định này được đông đảo người dân đồng tình. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương trong tỉnh đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, khuyến cáo người dân Hưng Yên đang ở thành phố Đà Nẵng phải thực hiện các biện pháp tự bảo vệ phòng chống lây nhiễm COVID-19. Đối với những người từ Đà Nẵng về địa phương trong thời gian chưa đủ 14 ngày trở lại đây, phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà. Khi có các dấu hiệu như sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế khám và xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch bệnh. Sau khi có bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 do lây lan trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Mỹ đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát được 319 người từ Đà Nẵng trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly. Trong đó, đã lấy mẫu 5 trường hợp có biểu hiện ho sốt, kết quả có 4 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. Trường hợp còn lại chưa có kết quả, đồng thời yêu cầu các trường hợp còn lại tự cách ly tại nhà. Trước những tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, thì chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân huyện ban hành những cái văn bản chỉ đạo. Ban Chỉ đạo các xã là tích cực tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn huyện chủ động trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế các cán bộ, công nhân viên chức và người dân trên địa bàn huyện là không đi du lịch ở các cái tỉnh có dịch
Hiện toàn thị xã Mỹ Hào có 268 người từ Đà Nẵng trở về và đang tự cách ly ở nhà 14 ngày, thông báo tình hình sức khỏe 2 lần một ngày. Thị xã cũng yêu cầu các phường xã tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện tốt việc phòng chống dịch, tránh tâm lý hoang mang hoặc có tư tưởng chủ quan lơ là trước dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã lên danh sách và tuyên truyền vận động những đối tượng này đã cách ly tại nhà. Và hàng ngày thì tự theo dõi thân nhiệt và y tế của trạm y tế các xã đã đến để kiểm tra thân nhiệt ngày 2 lần để theo dõi diễn biến. Và cho đến nay nữa thì cũng chưa phát hiện được một trường hợp nào có nghi ngờ về dịch. Theo thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, toàn tỉnh có trên 1.300 người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn tỉnh, trong đó chủ yếu là người mang quốc tịch Trung Quốc, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Cũng trong đợt này, toàn tỉnh đã tiếp đón 327 người là các chuyên gia đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc về thực hiện cách ly. Trong đó, đã có 217 người hoàn thành cách ly 14 ngày. Trong cái tình hình diễn biến phức tạp ấy, thì trung tâm cũng đã chủ động cho các trạm y tế xã phòng chống dịch trong tình hình mới. Địa bàn thị xã là có nhiều khu công nghiệp, rất nhiều chuyên gia nước ngoài. Trung tâm cũng đã bố trí là đón tiếp và những khách sạn cách ly tuyệt đối để đảm bảo cái phòng chống dịch, tránh lây chéo sang cộng đồng. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng dịch, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe, thông báo với chính quyền hoặc y tế địa phương. Khi có các dấu hiệu như sốt, ho, khó thở, cần báo ngay cho cơ sở y tế để có biện pháp xử lý kịp thời, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại các địa điểm tập trung đông người trên các phương tiện giao thông công cộng. Vừa qua, đoàn công tác số 3 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Quang Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 72 chốt chặn biên giới của tỉnh Cao Bằng. Tại các điểm, đoàn kiểm tra tình hình ăn ở, vệ sinh, công tác triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch, đặc biệt là công tác ngăn chặn các hoạt động đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới của các chốt chặn trên tuyến biên giới. Đại diện đoàn kiểm tra đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục tổ chức duy trì lực lượng chốt chặn 24/24 giờ trên toàn tuyến biên giới, chủ động nắm chắc tình hình từ xa, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, siết chặt các đường mòn lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để đưa đi cách ly theo quy định. Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin cho biết, sau thời gian khẩn trương điều tra, đêm ngày 30 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã bắt khẩn cấp hai đối tượng cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Trịnh Văn Hưng, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hai đối tượng khai nhận trước đó từ đầu tháng 4 năm 2020 đến 27 tháng 7 năm 2020, chúng đã đưa chót lọt người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó thuê 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 27 tháng 7, khi đang thực hiện hành vi chở 10 người Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam thì bị công an thành phố Lào Cai phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm chứng cứ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày, lực lượng đồn biên phòng Xín Cái quản lý trên tuyến biên giới thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã phát hiện bắt giữ một vụ gồm 30 người xuất cảnh trái phép và 13 vụ với 112 người nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, nhiều người trong số này bị người lạ dụ dỗ sang Trung Quốc làm thuê. Cá biệt có trường hợp chỉ quen nhau trên mạng xã hội rồi cùng nhau vượt biên sang Trung Quốc bất chấp nguy hiểm. Ngay trong ngày 31 tháng 7, lực lượng biên phòng đồn biên phòng Xín Cái lại tiếp tục phát hiện và bắt giữ 16 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Còn từ ngày 2 tháng 2 năm 2020 đến nay, đồn biên phòng Xín Cái đã phát hiện bắt giữ, thu dung hơn 285 vụ với gần 2.500 công dân xuất nhập cảnh trái phép. Những công dân này đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Em xuống đến Mỹ Đình, Lai Châu, xong rồi em quen người ở Phú Thọ, xong rồi họ đi, xong rồi em mới theo họ đi, xong rồi đi đến giữa đường họ đánh mất lạc bọn em, xong rồi em không biết nên Trung Quốc mới bắt đội em, xong rồi cho bọn em về. Có người đưa đi từng đoàn thì mình không nhớ tên mà cũng thì thấy mặt.
Từ đầu tháng 2 năm 2020 cho đến nay, Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với công an địa phương đã phát hiện bắt giữ thu dung trên 4.200 lượt người xuất nhập cảnh trái phép và đưa vào cách ly y tế, tập trung hơn 3.600 người. Số còn lại đang được cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định. Thành lập 5 chốt kiểm soát cố định dọc cái tuyến biên giới do đơn vị địa bàn đơn vị phụ trách. Tham mưu thành lập 3 điểm cách ly ở tại các cái khu vực sát biên giới để kịp thời tiếp nhận và đưa vào cách ly các cái trường hợp nhập cảnh về nước nhằm mục đích là để ngăn chặn cái dịch bệnh lây lan khỏi cộng đồng. Không chỉ phát hiện bắt giữ các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, mà đồn biên phòng Xín Cái đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án HG420, khởi tố một vụ với 2 đối tượng mua bán người, giải cứu 2 nạn nhân, khởi tố một vụ với 5 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài với 14 người vượt biên trái phép. Trước những cái diễn biến tình hình đó, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan xâm nhập vào địa bàn, thì Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang tiếp tục duy trì các cái chốt ở trên biên giới và tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương duy trì lực lượng chức năng ở địa phương để phối hợp cùng với lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn ở trên biên giới. Hoạt động xuất nhập cảnh bất hợp pháp và tổ chức đưa người từ nước ngoài vào Việt Nam không những gây mất ổn định biên giới mà trong đó đã xảy ra những hệ lụy đáng tiếc. Đặc biệt trong diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, việc xuất nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn những nguy cơ về dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, toàn tỉnh hiện có 92% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Toàn tỉnh hiện có 1.849 công trình cấp nước tập trung nông thôn, trong đó có 3 công trình do tư nhân đầu tư cấp nước cho khoảng 520.000 người, nâng tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt, hợp vệ sinh đạt 91,8%, trong đó 53% được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 9 công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng quy mô cấp nước, cung cấp nước cho 7.747 hộ, tương đương 35.680 người. Đồng thời, tích cực vận động, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư công trình nước sạch, phát triển các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác các công trình cấp nước tập trung theo tinh thần vận động, khuyến khích tự nguyện gắn với trách nhiệm quản lý tài sản, chất lượng dịch vụ theo quy định để phát huy những công trình đã được đầu tư và phát triển mạng lưới cung cấp nước nông thôn đến những vùng chưa được đầu tư xây dựng. Ngay sau khi có thông tin về hoạt động khai thác than của mỏ than Minh Tiến thuộc công ty cổ phần Yên Phước tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu thanh tra và xác minh các vi phạm. Căn cứ kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Yên Phước hơn 500 triệu đồng, yêu cầu công ty phải tuân thủ đúng quy định pháp luật theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, tuân thủ quy trình, quy phạm trong khai thác theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. Mặc dù cơ quan chức năng đã có cơ chế và văn bản hướng dẫn cụ thể để xử lý loại đất do các xã giao trái thẩm quyền những năm trước đây để cấp giấy chứng nhận cho người dân, tuy nhiên đến nay huyện Văn Giang mới xử lý được quá ít so với thực tế. Huyện Văn Giang có trên 4.000 thửa đất giao trái thẩm quyền, tất cả đều do thôn xã bán giãn dân từ những năm 1993 đến năm 1998. Đến nay mới xử lý cấp giấy chứng nhận được khoảng 100 thửa. Chi nhánh văn phòng cấp quyền sử dụng đất huyện cho biết có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như bị thất lạc mất phiếu thu hóa đơn nộp tiền, có rất nhiều phiếu thu khác nhau, loại có dấu treo, loại không dấu, giấy viết tay thôn bán, thậm chí có cả giấy cho thuê thầu dài hạn, giấy bán đất dịch vụ. Một số hộ dân cho rằng đã mua với chính quyền, vì thế chính quyền phải có trách nhiệm. Được biết, hầu hết các thửa đất này đều nằm trên các trục đường chính, nên hiện đã có khá nhiều hộ làm nhà ở kiên cố, vì vậy họ cũng chẳng mặn mà làm giấy chứng nhận nếu như phải nộp tiền thêm. Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các địa phương trong việc xử lý loại đất này hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.